thì đến năm 2015 đó thì bắt đầu mới phát hiện là cái bệnh mạch vành. Thì trong một ngày đó đi làm việc thì trong quá trình làm việc thì thấy nó mệt, khó chịu trong người. Trên đường về nhà thì khoảng 3 cây số thôi, nhưng mà tôi phải chạy nửa tiếng vì không dám chạy nhanh, lúc đó thì nó choáng váng chóng mặt. Thì sau khi vào bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán là do huyết áp và tim, cho nên là cho chuyển vào viện để điều trị. Thì sau khi chụp thì kiểm tra là động mạch vành hẹp 70%, thì đặt một cái ten. Thì sau khi đặt ten thì cũng ổn định, nhưng mà vẫn phải uống thuốc chống đông máu, rồi thuốc huyết áp, rồi thuốc giảm nhịp tim. Nhưng mà những thứ đó uống lâu ngày thì nó sẽ bị ảnh hưởng về bao tử, cho nên là mấy cái thứ đó thì tôi uống chỉ những tháng đầu thôi. Thì tôi lên mạng thì tôi gặp thấy cái thực phẩm chức năng Dương Tâm Thống, thì qua đọc cái công thức thì có 9 vị đó, thì tôi thấy là đan sâm là rất là tốt cho tim mạch, bồ hoàng, cao đôi cá ngọn, mầm đậu tương của Nhật Bản giúp cho cái tim ổn định và chống cục máu đông. Tôi uống Dương Tâm Thống ngày 4 viên, uống một tháng sau thì tôi thấy rằng cơ thể nó được ổn định, lên cân, nhất là ăn được, ngủ được, tim mạch đều tốt, không còn tăng huyết áp, không có triệu chứng là tăng nhịp tim, hoạt động bình thường như là những người khỏe khác. Khi bệnh tình bắt đầu thuyên giảm, cũng là lúc ông thấy vợ thường xuyên nhói ngực, chỉ cần nhấc đồ vật nặng chừng 10 kg thôi cũng phải thở dốc. Ông khuyên vợ cùng sử dụng thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống. Từ năm 2014, nó tự nhiên cái bắt đầu nó đau ở mõm tim, nó khó chịu, khó thở. Đi khám thì có hiêu âm thì người ta nói là hở quanh tim hay lá. Bệnh tim đó thì rất là đau, nó hồi hộp, rồi nó đau thắt ngực, đau về mõm tim. Cho nên xã tôi, Nguyễn Thế Phương, ông ấy kêu là uống Viên Tâm Thống này coi nó bớt hay không. Cho nên là tôi cũng uống thì thời gian thấy nó bớt rõ rệt, không còn hồi hộp nữa, không còn là lói ngực nữa, ăn ngủ rồi được hết.